Chào anh chị và các bạn đã trở lại với Lạ Đà Lạt. Thì tin vui trong mấy ngày hôm nay đó là tháng 11 đã có thông báo rồi, tháng 11 thì sẽ có thể Đà Lạt và Lâm Đồng sẽ đón trở lại khách du lịch nội địa. Đó là một tin rất vui. Và anh chị cũng thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình, chuẩn bị cho mình những cái yêu cầu đảm bảo điều kiện để có thể tháng 11, tháng 12 tới đây thì sẽ được trở lại Đà Lạt đi du lịch. Và mình nghĩ muộn nhất thôi là chỉ có thể đến cuối năm, trước Tết một xíu thì bắt đầu sẽ du lịch ổn định trở lại. Đó là một tin rất là vui. S Coffee ở đường Lê Thế Vinh, cà phê bụi. Và bây giờ hãy cùng Lạ Lạt đi nhá. Cảm ơn tất cả các anh chị đã gợi ý cho quán cà phê này cho mình. Bây giờ hãy cùng Lạ Lạt đi nhá. Mình đang đứng ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực Hòa Bình. Mới mua bánh mì Liên Hoa xong. Sau mấy ngày ăn phở, ăn bún thì bây giờ chuyển qua ăn bánh mì rồi. Ở phía trước có một anh đang ngồi phơi nắng. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến Lương Thế Vinh. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Chí Thanh. Hôm bữa có bạn nào kêu mình quay cái đường Nguyễn Chí Thanh. Wow, nắng đẹp thật chứ. Ở khu coffee, phố hoa rồi len này nó đẹp. Nhưng mà mình có uống một vài lần ở đây thì thấy thực sự ở đây nó không đặc biệt nha. Nó được một cái view, một cái không gian cái góc này, phường tím kiểu này. Thực ra là nhiều khi á, một đồ ăn, một món gì đó nó đắt hay rẻ, nó phù hợp với mình hay không, thực ra là nhiều khi nó mang tính chất cảm nhận của mỗi người rất là nhiều. Giống như kiểu ok, việc thuần mua vừa bán á, và cái việc sau khi thuần mua vừa bán xong, cái việc chất lượng giá cả đó nó sẽ làm cho cái món đó mình cảm thấy là phù hợp giá tiền hay không này. Cho nên có những chỗ quán cà phê 50 ngàn thì nó vẫn ngon, nhưng có những chỗ cà phê nó chỉ 30-40 thôi là thấy nó rất là mắc, tại vì cái giá trị mà nó mang lại nó không đến. Và một số khách sạn homestay thì khi lên hình thì nó thực sự nó tuyệt vời đấy, nhưng mà đến thực tế thì nó làm sao á. Đây là đường Trần Quốc Toản, đường nó vòng quanh cái bờ hồ. Và bây giờ mình sẽ đi đường này thay vì đi đường nhà thờ con gà. Đi đường này thì để quay cho các bạn xem cái bùng binh Kim Cúc, cái vòng xoay đầu tiên đó. Mình cũng không hiểu vì sao gọi là bùng binh Kim Cúc nữa. Ở đây Đà Lạt thì mọi thứ ổn định trở lại rồi. Lâu lâu ở vùng dưới huyện thì có một vài ca phát hiện lây nhiễm, nhưng mà bây giờ cảm giác giống như là người ta đang có những cái bước đi kiểm soát dịch nó nhanh gọn hơn. Mọi người có thể tập thể dục buổi sáng ở bên bờ hồ rồi này. Nếu như những khách du lịch mà có thẻ xanh, vaccine cái gì đấy rồi chắc là cũng sẽ được đi thôi, sẽ được lên Đà Lạt thôi. Hơi ngược nắng nhỉ. Nắng ấm thật á. Cái quán S Coffee với cả là cà phê bụi này thì mình đã biết anh bụi, anh cà phê ở ngoài quảng trường rồi, ngoài bờ hồ đó, ngoài Hòa Bình. Cái khu vực cầu thang của mấy cái ngân hàng đó thì mình đã từng thấy nó ở đấy, ở chiếc xe quán cà phê bụi ở đấy.
mấy hôm có đi ghé qua có thấy thấy nhưng mà lại không để ý. Thì cái hôm đi cái đường Lương Thế Vinh thì mọi người là đã gợi ý cho mình xem. Bây giờ là mình sẽ đi thưởng thức cà phê. Mình để bánh mì ở đây thì mình chưa ăn bánh mì, tại vì nếu như đến một quán cà phê mà ngon, nói chung là cái khoảng cách ăn rồi sau đó là uống bánh mì á, mình muốn nó giãn cách ra. Trời ơi, ở đây rộng ơi là rộng nè. Mình muốn nó giãn cách ra tại vì không là nó làm mất cái vị á. Ăn sáng xong thì cũng phải một tiếng nữa mới uống cà phê. Và uống cà phê xong thì có thể ăn sáng được liền. Thì bây giờ mình sẽ đi uống cà phê trước. Không ngược nắng thì nó sẽ đẹp như vậy này. Mình sẽ uống cà phê trước. Tại vì lúc đang đói, buổi sáng thức dậy á, không biết mọi người có thói quen mình hay không. Tại vì theo mình thấy thì thói quen này có thể là thói quen hơi xấu. Mình thường sẽ thức dậy và sẽ thường thường sẽ muốn uống cà phê trước khi ăn. Người ta đang cày xới thêm cái chỗ này, chắc là để lắp đường cống nước. Thì khi mà uống cà phê lúc đói hoặc là hút một điếu thuốc lúc đói mới ngủ dậy chẳng hạn, thì cái cảm giác nó bị tê. Diễn tả sao này, giống như là mình cảm nhận được cái chất cocaine, cái chất caffeine đó nó thấm dần, nó lan hết cả người vậy đó. Thì cái cảm giác đó là một cảm giác mà rất là tuyệt vời nha. Phải cà phê ngon, cà phê không pha trộn gì nhiều đó thì nó mới tạo ra được cái cảm giác như vậy. Cái cảm giác say cà phê cũng là cảm giác bị say cà phê. Đây là cổng Ba Lát này. Mọi người đến đường Lương Thế Vinh thì chỉ cần đến cổng Ba Lát này thôi, khách sạn 5 sao ở đây. Thì bên trái này có đường Lương Thế Vinh, đường Hà Huy Tập rồi đến đường Lương Thế Vinh. Vào đây thì sẽ đến với quán cà phê S, đến với S Coffee. Mình đang ở đây là quán S Coffee. Khung cảnh ở đây thì rất là bình dị, nó rất là mộc mạc. Mình đã thử khoảng 3 ngụm cà phê rồi, cà phê rất là ngon. Ở đây nó không nổi vì là view đẹp, cảnh đẹp hay là không gian nó đặc sắc, mà chỉ đơn giản là cà phê nó ngon thôi. Cà phê rất là ngon. Ở phía trước anh áo trắng đội mũ đó là anh Dũng, anh chủ của S Coffee, cà phê bụi này. Trước thì hay uống cà phê ngoài cục thang, nhưng mà những cái lần uống đó thì nó hơi vội vã, hơi vội vàng, không cảm nhận được cái cà phê. Đây, khung cảnh nó nhẹ nhàng, nó bình dị, nó chất kiểu gì. Ôi, ở đây có một em sâu này. Cái này không biết sâu gì luôn á, rất là nhiều chân. Yeah.
mình ngồi một cái góc này. Quán thì thực sự không rộng để có thể giới thiệu cho mọi người xem. Nó chỉ là một bên đường này. Ngay cạnh bên đường đây. Ở phía ngoài này có một góc ngồi phía bên mấy cái dưới một cái tán hoa rất là đẹp. Khách ở đây thì người trẻ cũng có, người lớn tuổi cũng có, các anh chị cũng có. Cái góc này nó thân thương á. Quán cà phê này, góc này thân thương, đặc biệt là cà phê rất là ngon, không nên bỏ qua. Nếu như sắp tới du lịch á, mở cửa trở lại á, thì buổi tối ở cái khu vực Hòa Bình, ngay phố đi bộ á, ngay đường Nguyễn Chí Thanh luôn, thì có chiếc xe màu trắng này. Đây. Thì đó là S Coffee, cà phê bụi. Ngay đây. Thì hôm nào du lịch trở lại, mình sẽ quay ra với anh chủ, với anh Dũng ra ngoài Hòa Bình quay cà phê cho mọi người xem. Rất là nhiều người thích ra ngồi đấy ở cầu thang uống cà phê. Tại vì không gian ở đây nó nhỏ á, cho nên là mỗi người một góc rất là sát sát nhau, cho nên là cũng không có đi lòng vòng quay nhiều. À, xin vào được góc pha chế. Nó nhỏ nhưng mà nó dễ thương, sạch sẽ. Ở đây là các loại coffee của S Coffee. Ở đây thì không gian nhỏ vậy thôi, nó cũng dễ thương như việc góc cầu thang vậy. Mọi người ngồi uống cà phê với nhau. Cái máy nó bị nóng quá, vào xin anh Dũng ngâm cái máy vào chậu nước. Ngâm cái máy vào chậu nước và bây giờ thì quay được lại rồi. Bực mình cái GoPro này quá. Ngon quá đi. Nếu như lên Đà Lạt thì đừng quên ở chân cầu thang vào buổi tối. Ở ngay cầu thang mà đường Nguyễn Chí Thanh, chỗ mấy cái ngân hàng á, chỗ cầu thang đầu đường Nguyễn Chí Thanh thì sẽ có cà phê bụi ở đây. Và nếu như có cơ hội ghé qua cái đường Lương Thế Vinh này thì hãy ghé qua S Coffee. Đây là trụ sở, đây là nhà của anh Dũng cà phê bụi này. Thì đảm bảo là cà phê rất là ngon. Và nó không gian nó dễ thương, nó thân thương. Phù hợp, mình thấy ở đây á, lứa tuổi rất là nhiều nha. Người trẻ người ta cũng rất là thích ngồi đây. Người đứng tuổi một tí cũng thích. Và người già hơn một tí người ta cũng thích ngồi. Tại vì ở đây nó tạo ra một không gian nó bình dân, bình dị á.
mọi người ngồi mặc dù xa lạ nhưng ngồi uống cà phê, mỗi người một góc riêng trò chuyện, thấy rất là thích. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã đồng hành và theo dõi Lạ Đà Lạt, đặc biệt là các anh đã gợi ý cho mình cái S Coffee ở đây, thì cảm ơn các anh rất là nhiều. Và hãy nhớ là tháng 11 sắp tới đây thì sẽ có thể mở lại du lịch nội địa cho Đà Lạt và Lâm Đồng, thì mọi người hãy chuẩn bị nha. Và đừng quên bấm đăng ký theo dõi Lạ Đà Lạt để xem những video về Đà Lạt. Bye bye và hẹn gặp lại. Chỉ biết một cảm giác gì nhớ nó kim đồng.